Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá Cốc số 1 đêm 19 và dạng sáng ngày 20 tháng 10. Tại khu vực bảng C, các cầu thủ Benitez tờ thua cầu thủ Sporting Lisbon với tỷ số 1-4. Ở bảng A, các cầu thủ Brut thua cầu thủ Manchester City với tỷ số 1-5. Tại bảng C, Dortmund thất bại trước cầu thủ Ajax với tỷ số 4-0, với tỷ số không tưởng. Tại bảng B, Atletico Madrid được thi đấu trên sân nhà nhưng bởi chiếc thấm thay đỏ đã thua cầu thủ Liverpool với tỷ số là 2-3. Porto chiến thắng trước AC Milan với tỷ số 1-0. Inter Milan đè bẹp cầu thủ Sheffield với tỷ số 3-1. Trên sân nhà, Paris Saint-Germain thắng cầu thủ Leipzig với tỷ số 3-2. Trong khu vực bảng D, cầu thủ Shakhtar Donetsk thua cầu thủ Real Madrid với tỷ số 5-0.